Hello là ok. Thì ở tập vừa rồi á, cái thằng trộm lùn đã bị trúng kế của đội thám tử nhà SUXIXON khi mà cố gắng theo đuổi để bắt em Bông lại. Đây cả nhà, hiện tại á, là bọn nó đã trúng cái bẫy của mình rồi. Đó cả nhà thấy không? Thiên thải đi. Ha ha, cả nhà thấy chưa? Cái bẫy của bọn mình đặt á là không thể nào thoát ra được. Đúng rồi, cái đây nó chắc chắn không thoát ra được đâu anh. Đó, cả nhà thấy không? Nó càng lăn thì nó càng bị dính chặt. Đó, vậy là cái kế hoạch mà bắt được thằng lùn này mình đã thành công rồi với Thiên. Lúc này á thì cái thằng đại ca nó bắt đầu xuất hiện rồi đó cả nhà. Nó yêu cầu phải thả thằng lùn ra. Hãy thả thằng lùn ra chứ không ta sẽ xách được cái chiêu võ của tao ra. Đúng rồi đại ca, vô kia em đi. Đại ca không võ tao chưa? Tụi mày chết chưa? Đại ca tao là biết cái hũ võ Thiên Lâm tù đó, mày thấy chưa? Không có thổi đâu, ta sẽ xách võ nó ra là tụi nó sẽ tiến rồi. Tuy nhiên lúc này á thì cái thằng đại ca nó thấy mình bị gặp nguy hiểm nên nó đã chấp nhận bỏ lại thằng lùn để chạy một mình đó cả nha. Mày dám nhèo không? Xung quanh đây á đã được bố trí hết tất cả anh em của tao rồi, chỉ đợi tao ra lệnh là sẽ ập vô bắt tụi bay thôi. Thằng lùn kia, bây giờ mày phải thoát kịp cho đại ca, tại vì xung quanh đây nó đã bao quanh rồi. Bây giờ tao phải giữ tính mạng của tao phải đi thôi. Đại ca ơi, em đúng là với đại ca mà. Đại ca nó bỏ đại ca nhưng em không bỏ đại ca, em chứ đại ca mấy lần mà. Đại ca em không được bỏ em như vậy. Tao biết bạn là rất là trung thành nhưng mà bây giờ tao phải đi đây. Đừng mà đại ca đừng bỏ em, tại sao đại ca lại làm như vậy? Tại sao đại ca phản bội em? Đừng mà đại ca, nó luôn đại ca đó, đại ca hãy cứu em đi chứ. Bây giờ đi, anh em mình lao lên bắt nó đi xong, thì bắt lại anh, bắt nó luôn. Đó thì ok, đây cũng chính là tập cuối cùng thì mời cả nhà xem diễn biến sẽ như thế nào nha. Trời ơi đại ca ơi, tại sao đại ca này làm tay nó công ty như vậy? Cho đừng bỏ em ra. Thiên thấy không? Bây giờ á là nó đang hối hận đó Thiên. Đúng rồi anh. Nói chung là cái này cái như vậy mà. Tại sao này bỏ này, cái này bỏ cái như vậy? Mày nói đi chú ơi. Thì nó tức quá. Thiên ơi, em thấy chưa? Nó đang bị suy sụp đó Thiên. Bởi vì á cái người mà nó tin tưởng nhất chính là cái thằng đại ca của nó. Đúng đó. Rồi. Vậy mà cuối cùng cũng phản bội nó. Đây là cái cơ hội của mình có thể bắt được thằng đại ca đó Thiên. Đúng rồi, giờ mình phải do họ nó lên. Đúng rồi. Đó. Bây giờ á để mà có thể tìm được thông tin của thằng đại ca á, mình chỉ có thể mò thông tin từ lại thôi. Rồi bây giờ mình tới mình mềm mỏng với nó, mình cho nó một cái cơ hội đi Thiên, để nó khai thằng đại ca, mình núm nó thằng đại ca luôn, chứ không á là thằng đại ca sẽ trốn hết á. Đúng rồi, chứ bắt mình nó cũng không được gì hết á. Đúng rồi, ok. Mày thấy tao chưa? Tao phát hiện cái thằng đại ca người xấu rồi nên là tao bỏ nó, tao theo anh Thắng đây. Bây giờ á tao thành người tốt luôn á. Mày á, mày cũng phải nên nói những điều mày biết về thằng đại ca đi rồi tụi tao khoan hồng cho. Tại sao tao chung với đại ca như vậy mà đại ca lại phản bội tao? Mày lúc mày phản bội đại ca, tao cũng bắt mày nữa. Mày thấy chưa? Tất cả mày phải biết rằng á là người xấu vẫn mãi mãi là người xấu. Chỉ khi nào mày qua bên người tốt bọn tao thì mày mới trở thành người tốt thôi. Và cái thằng đại ca kia chính là người xấu, mày không nên theo nó nữa. Bây giờ nó đã bỏ mày lại rồi thì chỉ có một cơ hội dành cho mày thôi, đó chính là khai ra cái vị trí mà chuẩn bị bọn nó đi lên xe buýt để qua Trung Quốc. Thì mày khai đi, thì bọn tao sẽ nói giúp cho các chú công an để giảm nhẹ tội cho mày. Nãy giờ ạ, chị Dung muốn SUXIXON này nói với tao rất là nhiều thứ mà tao nhận ra là hôm giờ tao là người xấu, tao đối xử không tốt với những em như này. Được rồi, bây giờ tao không muốn làm người xấu nữa, tao muốn làm người tốt. Bây giờ bạn hãy đi theo con đường sáng suốt của mình sẽ đưa bạn tới với những người tốt. Tao đã tìm thấy chân lý cuộc đời tao. Bây giờ tao sẽ chỉ cho cái ngôi VIP đại ca của tao chuẩn bị đi đâu. Được rồi, đi theo tao. Rồi, được rồi. Được rồi, xuống dậy. Rồi, ok cả nhà nha, sau một thời gian á là tụi mình đã khuyên nhủ cái thằng lùn này nè. Thì thằng lùn nó đã biết được á là thằng đại ca là thằng người xấu. Đó, nó đã không làm được gì hết mà nó còn bỏ lại cho thằng đây nữa. Nên đâm ra là thằng đây nó sẽ khai ra thông tin là cái thằng đại ca nó sẽ đi đâu. Đó, bây giờ á mình sẽ cùng với thằng lùn đi tới cái nơi đó để tóm gọn cái thằng đại ca nữa là coi như là xong nha cả nhà. Được chưa? Tao không muốn làm người xấu nữa, tao muốn làm người tốt. Rồi, đi. Đó, vậy là cuối cùng á cái thằng lùn này nó cũng đã biết bên nào là người xấu và bên nào là người tốt và cần phải làm gì với thằng đại ca rồi đó cả nha. Và bây giờ nó bắt đầu dẫn đội thám tử nhà SUXIXON đi bắt cái thằng đại ca đó cả nha. Ok cả nhà nha. Thì hiện tại á là cái thằng này nè, thằng đồng bọn của cái thằng kẻ trộm nó đã khai ra được cái vị trí mà cái thằng đại ca chuẩn bị di chuyển qua Trung Quốc rồi đó cả nha. Đó, mày có chắc là ẩn ở chỗ đây không? Đúng rồi, tao chắc chắn đại ca đã nói với tao là cái xe nó sẽ đậu ở cái biển đường Ngô Tất Tố với đường Tô thôi. Dạ chắc chắn đúng rồi anh Thắng. Được rồi, mày có chắc á là thằng đại ca nó đang giữ em Miu tao trong tay không? Chắc chắn, bởi vì kế hoạch của tụi tao á là vượt qua biên giới ẩm theo em Miu một miệng đi mà. Được rồi Thiên ơi, Vậy là chắc chắn rồi. Bây giờ mình mình mau chóng tới cái nơi mà nó đợi xe để đi Thiên. Đây mày đi hết ta. Ra đây nè, mày đi cái tảng hiệu đi. Thiên giữ nó vô. Đúng rồi. Đây nè mọi người. Đây nè mọi người thấy không? Cái đường Ngô Tất Tố giao với cái đường Tô Hoài. Đó. Vậy là đúng rồi. Dạ đúng cái chỗ ấy rồi nè anh. Đúng rồi. Thì cả nhà, nhưng mà hiện tại tại sao bây giờ á là tao lại không thấy cái xe nào tới đón của thằng Đại Ca mà hết? Có khi nào là thằng Đại Ca mà đi xe khác rồi không? Không phải đâu, tại vì đúng 3 giờ cái xe nó mới đến đây, nó mới rút tụi tao đi. Mày phải tin tao chứ, tao bây giờ tao là trở thành phi của mày rồi mà. Bây giờ á mới có 2 giờ 30 phút rồi Thiên, còn 30 phút nữa. Nếu mà đúng theo những gì mà thằng này nói á thì 30 phút nữa là xe sẽ tới và đón thằng Đại Ca đi. Vậy bây giờ á đội thám tử nhà mình nó có 30 phút để tiến hành cái kế hoạch để bắt cái thằng Đại Ca đó trước khi mà nó lên xe di chuyển qua Trung Quốc. Mà mình phải chuẩn bị trước thôi anh. Tao nói cho mày biết, kể cả cái người tài xế trên xe cũng là người của tụi ta luôn. À, ok, nếu vậy á bây giờ á anh em mình tìm một cái chỗ nào nấp đi, đợi cái thằng tài xế tới, sau đó anh sẽ nói cho em một cái kế hoạch để bắt cái thằng Đại Ca đó là như thế nào. Được đi qua kia, đi vô lồng cây nè. Và lúc này cái thằng Đại Ca nó cũng đang chuẩn bị lên một cái kế hoạch để di chuyển qua bên Trung Quốc luôn đó cả nhà. Người đúc thật á, cái tay mình có đầy đủ hết mà cuối cùng mình không còn cái gì hết, chỉ còn một con leo đó thôi. Kể 2 thằng địa chủ của nó hết. Bây giờ cái bọn thằng Sơn đã đang tư đủ mà để nó bắt mình. Bây giờ mình phải nghiên cứu, bây giờ mình phải làm sao để mình qua Trung Quốc ngắn chừng nào là tốt trong đó. À, bây giờ tao sẽ gọi đồng bọn đứng chỗ tao đi liền, nó không cầm chừng được một dao nào nữa. Ở đó rất là nguy hiểm. Cái bọn thằng Sơn nó đang quăng ở đang phút rồi. Mà mọi người rất là tao đua là còn đúng tao luôn. Giờ này mày ai gọi đây? Alo, mày thằng tài xế có đường dài đua qua Trung Quốc đúng không? Đúng rồi. Tao đây. Bây giờ đúng 3 giờ. Phi vụ chở từ Việt Nam qua Trung Quốc vào lúc 3 giờ chiều hả? Ok. Nói địa điểm đi. Mày đến ngay chỗ cái đảng hiệu con đường Ngô Tất Tố. Về tao thôi, mày đón tao. Chỉ có một mình tao thôi, với một cái con này rất là xinh đẹp nữa. Mà đưa tao qua được đến Trung Quốc, tao sẽ hậu tạ cho mày xuống đó. Được rồi, đúng 3 giờ tôi sẽ lái ô tô đúng ngay cái đoạn đó. Ông phải đúng giờ nghe chưa? Ok, rồi. Tao đang trên đường đến đây. Mày cũng đóng tao đi, cái đội tụi thằng Sơn đó đang đứng tao đó. Rồi. Có phi vụ này ngon quá, đi thôi. Cái này là thằng ngăn hay bộ nó một bước, chứ không là nó đứng nó đắt mình rồi. Cuối cùng mình không còn cái gì hết, mình phải đi thật nhanh lên thôi. Tao mệt quá, tao phải nghỉ hả? Thật là khát nước mà không có một giọt nước nào để uống hết. À, mày cũng khát nước à? Để tao kêu mày ra đây. Hôm nay tao thiết kế cho mày một cái lòng thật xinh đẹp, mày ở trong đây mà không có chạy đi đâu được hết á. Thì tao ôm mày ra để mày ngồi mình hóng gió một cái xíu rồi cùng đi với tao. Ra đây. Đó thì lúc này á, Emil mà miệng cũng đang nằm trong tay cái thằng trộm Đại Ca đó cả nhà. Nó đang ẵm Emil ra, nói với Emil những cái lời là sẽ đem Emil qua nhà mới, rồi sẽ cho Emil không bao giờ gặp lại chị Su, làm cho Emil suy sụp đó cả nhà. Ôi, nhưng mà cũng ăn ủi được có cái con mèo này nè. Con mèo này nó rất là xinh đẹp. Nếu tao nghĩ tao qua đến đó thì tao cũng bán được con mèo đó đến một con số tiền rất là lớn đó. Mày là con mèo gì đó, tao để tao xem. Mày là con mèo anh, em của con SUXIXON hả? Hôm nay tao sẽ đưa mày đi cùng nghe chưa? Mày phải ngon mỏng nha. Đến qua bên giới là tao sẽ cho mày ăn uống đàng hoàng. Mày thấy chưa? Cái xe nó tối rồi kìa. Thằng tài xế là cái thằng đồng bọn tụi tao, cho nên là mày biết mặt tao, bây giờ tao phải núp vô. Đó, mày thấy chứ nó động với cái bị Ngô Tất Tố đó. Tao để nói mà hẹn đúng 3 giờ là nói thằng tài xế sẽ tới, nhưng mình Đại Ca đâu rồi. Thằng Đại Ca nó sẽ xuất hiện sớm thôi. Giờ theo bánh xe phải bắt được cái thằng Đại Ca mới được. Mày với thằng Thiên phải làm sao dùng thằng tài xế ra, đánh gục thằng tài xế, thì rồi bắt đầu dễ cho thằng tài xế, thì mày bắt được thằng Đại Ca của tao. Cái thằng Đại Ca của tao nó khôn lắm. Thiên ơi, Thiên thấy không? Đó, trên xe là cái thằng đồng bọn của nó đó Thiên. Thằng Lùng nó nói là thằng đây là còn nguy hiểm hơn những cái thằng khác nữa. Đó, đúng rồi cả nhà. thằng đây nó đội mũ kem này cả nhà, đi mắt kính nè. Nó dường như là một cái thằng mà giống kiểu là đang đứng đợi để chở cái thằng đại ca qua Trung Quốc đó cả nhà. Đó. Ngông kê quá. Đúng rồi. À, nó bước xuống kìa, nó bước xuống xe kìa. Coi thử nó làm gì, coi thử nó làm gì. Trời ơi, em thấy nó mặc đồ không? Nó mặc đồ thấy ghê quá anh. Vậy là chắc chắn rồi, cái thằng đây á là nước ngoài rồi em, nó mới mặc đồ vậy thôi chứ người Việt Nam đâu có đời này mặc đồ như thế này đâu. Giống mấy ông Trung Quốc á. Đúng rồi. Thiên ơi, bây giờ á anh để ý nãy giờ rồi, cái thằng đây á là nó chỉ ngồi trên xe thôi Thiên, nó không bước xuống xe. Giống kiểu là nó chỉ đợi cái thằng đại ca tới là để nó chở thằng đại ca đi qua Trung Quốc luôn á Thiên. Đúng không anh? Bây giờ á anh có một cái kế hoạch như thế này để có thể tóm được thằng đại ca nè Thiên. Có gì ạ? Bây giờ nha, anh sẽ nhờ Su đi ra dụ nó, khi mà nó thấy giống kiểu bọn nó là bọn bắt chó mà, bọn nó thấy Su á là bọn sẽ leo ra bọn bắt. Lúc đó anh em mình đứng hai bên phục kích, leo ra chụp quýt nó. Cái đấy ý kiến anh sao? Đấy được anh, nhưng mà mình chụp của nó xong rồi mình lấy đồ đi, mình dễ dàng thành nó luôn. À ý em là dễ dàng thành nó xong rồi leo lên xe đợi cái thằng đại ca tới làm là lúc đó là mình úp sọt nó trên xe luôn. Đúng không anh? Ok, hợp lý. Rồi. Su ơi. Su bây giờ nha. Su ra, Su dụ cái thằng tài xế xuống giúp anh nha. Nha. Ok, Su nói là để Su làm cho. Bây giờ cả nhà Su sẽ bắt đầu tiến hành cái kế hoạch nha cả nhà. Ủa? Ở đâu có một con chó mà nó biết đi hai chân vậy ta? Trời ơi, cái con chó này chắc là quý hiếm lắm. Nhân cơ hội này bắt nó chở Trung Quốc bán luôn, kiếm thêm tiền. Thiên ơi, nó xuống rồi Thiên. Thiên ơi. Bắt thằng trai đó. Nó ngất rồi. Ok Thiên ơi, bây giờ á cái thằng này á là nó đã bị ngất rồi. Bây giờ anh có một kế hoạch nữa nè, y như nãy em nói á, là bây giờ mình sẽ cởi đồ nó ra, anh sẽ vô anh dễ dàng thành cái thằng tài xế để đợi thằng đại ca lên là mình nấm nó là xong luôn. Ok cả nhà thấy không, hôm nay mình cứ tưởng là hai thằng, cuối cùng là bắt thêm thằng đây rồi nha cả nhà. Thằng này là thằng vận chuyển chó nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ dễ dàng thành tài xế nha cả nhà. Lột quần ra Thiên, lột quần ra. Nói rồi nha cả nhà, bây giờ lột cái áo ra nữa. Bây giờ là mình phải đem nó đi giấu trước khi mà thằng đại ca phát hiện ra là thằng tài xế đã bị mình quýnh xỉu nha cả nhà. Ui nó nặng quá, đưa nó vô kia. Sao nó nặng dữ vậy? Ôi anh, chơi này quá. Rồi đưa nó về. Sao nặng đây? Rồi, của nó. Ok. Rồi, bây giờ lột áo ra, lột mũ ra nữa được. Thì đây chính là cái tên tài xế mà chuẩn bị chở cái thằng đại ca qua Trung Quốc đó cả nhà. Thì nó đã bị anh Sen lột hết đồ để anh Sen có thể ngụy trang thành tài xế đóng giả và bắt thằng đại ca đó cả nhà. Ok cả nhà nha, thì hiện tại á, là mình đã đánh gục cái thằng tài xế rồi. Đó, cả nhà thấy chưa? Bất tận đúng không anh? Ok, thì nói chung á là cái kế hoạch của mình á đã khoan, để có nghĩa là cái kế hoạch của mình á đã đi theo đúng lộ trình 50% rồi đó em. Đúng rồi anh. Ok thì đây cả nhà, mình đã lấy được cái bộ đồ của nó rồi đó. Bây giờ á là mình cũng phải xung không, bây giờ anh á, mình á sẽ đóng giả thành cái tài xế đó để leo lên xe để anh đợi cái thằng đại ca tới, em hiểu không? Đó cả nhà thấy không? Đó. Đó thì đây chính là cái kế hoạch mà Su này cùng với thằng Lùng bày cho mình đó cả nhà. Đó là mình sẽ bận đồ của nó vô, sau rồi á thì mình lại lên trên xe để mình đóng giả thành cái tài xế chở nó qua Trung Quốc nha cả nhà. Đây, Thiên hỗ trợ anh Thiên, bỏ xuống. Hỗ trợ anh. Bây giờ hiện tại cả nhà chỉ còn có 15 phút nữa là cái thằng đó nó tới rồi. Thôi. Rồi, mày cho anh. Rồi, đồ mũ vô, rồi kính nữa. Thì hiện tại á là mình đã hóa trang thành cái thằng tài xế rồi nha nha. Thì bây giờ Thiên nhìn thấy anh giống không? Giống lắm anh, rất giống luôn. Su, em thấy anh giống nó không? Giống thằng tài xế chưa? Giống rồi nha cả nhà. Vậy là bây giờ á mình sẽ đột nhập lên xe và mình sẽ bố trí cho Thiên nè, Su nè, Bông ở những cái vị trí để khi mà thằng đó nó lên xe mình sẽ tiếp cận quýnh nó, bắt nó lại nha cả nhà. Thì hiện tại á là mình đã hóa trang thành cái thằng tài xế để chở thằng đại ca nha cả nhà. Chắc chắn là nó sẽ không nhận ra mình đâu. Bây giờ đặc biệt á là mình sẽ bố trí em Thiên với lại em Su ở một cái vị trí mà khi mà lên xe có thể bắt được nó nha cả nhà. Rồi em ẵm đi ra sau đây với anh. Thì đây Thì đây nha cả nhà, bây giờ á Thiên sẽ núp ở dưới ghế sau đây nha cả nhà, để mà thằng đó nó lên ghế trước là Thiên sẽ úp lên chụp nó lại, ok không? Okay. Rồi anh lên lên Thiên. Đó, rồi Thiên nằm xuống, Thiên đừng có để nó phát hiện nha. Ok anh. Ok ok. Bây giờ là em Thiên với lại em Su sẽ núp như thế này nha cả nhà. Đợi cái thằng đại ca nó lên nó ngồi ghế trước là Thiên với lại Su sẽ úp sọt và đánh nó để khống chế nó trước khi mà nó biết là nó đã bị dính bẫy của anh em mình nha. Đó. Bây giờ á mình sẽ vào vai tài xế nha cả nhà. Đợi nó tới là bắt đầu hành động thôi. Ok. À, có địa điểm đây rồi. À, thì ra cái thằng tài xế này đã lên nó trơn mình sẵn kia rồi. À, xe đã cho sẵn mình rồi à. Bây giờ mình phải nhanh chóng, mình lên xe mình đừng có tẩu thoát qua Trung Quốc không. Chứ để cái bọn tài xế nó đến là mình hỏng hết rồi. Bây giờ mình phải tiến hành nhanh lên thôi. Đó Thiên ơi, em thấy không? Em thấy cái đối tượng đó không? Cái anh mà ca kìa, có con em yêu nữa kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ là nó đang coi thử là có đúng cái xe mình không đó. Đó, đó. Em nhìn nó đúng không? Đúng chắc chắn nó rồi. Đúng rồi. Nó quay kìa, nó xuống. Nó tầm nó xuống. Nó xuống. Bắt đầu cái hạch. Ok cả nha, ok nha. Bây giờ là mình sẽ chạy qua mình để mình đón cái đối tượng đó nha. Nó không biết mà anh đi mà đâu. Okay. Lì anh. Ok. Chuẩn bị hành động đi đó, Lên xe. Đi nhanh lên. Lắm chính xác rồi. Ta đã thích thử cái tay của thằng bé rồi. Ta muốn cái tàu này về với nó, ta sẽ bán cái tàu ra một số tiền rất là lớn rồi ta đào sẽ phun tiền ra, ta sẽ làm đủ công việc hết. Cuộc đời vẫn ở sau, tình yêu vẫn ở sau. Bây giờ đi đâu đây vậy anh? Mà hãy đi cà phê có chỗ biên giới. Ok rồi, anh giữ chặt nha, em chở đi á, nhưng mà tiền là hơi cao đó nha. Mày yên tâm đi. Rồi cái tiền bạc không thành vấn đề. Miễn mà cái đứa đã đến nơi đến chốn, ta sẽ thưởng cho mày rất là hậu hĩnh. Trong tay tao có một vụ bố rất là quan trọng, ta sẽ tao mà xem. Đâu cái gì vậy? Anh cho em coi thử cái gì vậy? Ta sẽ tao mà xem để mà khỏi lo. Đây mày thấy cái gì không? Chú cha được đây anh làm ăn cứu quá ta. Ở đâu mà anh có con mèo vậy? Này dạ, nếu mà nói về sự tích của nó, ta mà nói ra mà bay sẽ rung rộn, mà sẽ mất hồn thôi. Đây, mình nhìn thấy không? Nó chính là con em của con SUXIXON, em út của nhà thằng Sen đó. À, cái nhà mà có con chó đi hai chân đúng không? Chính xác, tao tức lắm. Tao không bắt được hai con chó đó, tao phải bắt được cái con mèo này. Hôm nay vậy bọn nó sẽ không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ thấy được cái con điêu này nữa đâu. Đường mà anh đi qua Trung Quốc mà sao là không nhớ anh? Đường anh đi nhiều rồi mà. Mày vào đây với tao. Rồi. Mày có đâu hay sao mà chở tao lại cho cũ? Rồi. Tới nơi rồi anh ơi. Lên. Không có lấy. Mày nhìn rõ đi, mày thấy tao là ai không? Nhớ tao rồi. Tao sao lại có con chó này ở đây? Con chó này á là điệp viên của bọn tao. Mày đã trúng kế của bọn tao rồi. Giữ lại Thiên. Bữa rồi. Mình bắt được nó rồi nha cả nhà. Theo mình. Ấm. Đưa xuống đây. Đưa lại anh. Đây, đưa lại. Mày biết đây là ở đâu không? Đây á là chết nơi rồi. Mà bọn tao á muốn bắt mày đó. Chết rồi, tao đã trúng quá bọn mày rồi. Thiên, cứ mở ra thử có phải em yêu trong đó không Thiên? Tại sao bọn mày lại bắt tao được? Đúng rồi, em yêu này anh. Đúng rồi, cả nhà bưng ra cho cả nhà thấy em yêu. Kìa. Đây. Đúng rồi cả nhà, hên ghê á, một xíu nữa thôi á là thằng đánh lại đưa em yêu qua bên Trung Quốc luôn rồi em. Đúng rồi, bỏ em yêu vô đi em. Giờ bắt nó tìm công an anh. Ok cả nhà nha cả nhà. Đây là cái đối tượng mà chắc chắn á là cả nhà muốn mình bắt cái bữa giờ đúng không? Đó, bây giờ cả nhà nó lọt vô tay mình mà nó vẫn còn cố gắng là vung vẩy cả nhà thấy chưa? Tại sao mày lại bắt tao? Tại sao mày lại bắt tao? do mày là người xấu á, mày chuyên bắt mấy cuốn đi về Trung Quốc mà. Đây cả nhà, trước khi mà mình giao lên cho công an á là mình sẽ cho nó biết. Cả nhà coi ở những clip trước cả nhà biết đúng không, nó đã sử dụng hai cái bình này nè, có cái hai bình này để xịt vô mình, bây giờ mình sẽ xịt vô người nó để cho nó biết cái sự trả giá khi mà bắt các em cuốn như thế nào nha. Tất cả kế hoạch của mày á đều bị thằng Lùng biết hết rồi, nó đã khai cho tao đó mày thấy chưa. Bây giờ thằng Lùng nó lẽ là người tốt, nó quay phe tao rồi. Thì ra thằng Lùng mà sao bỏ tay mà chỉ những cái điểm lúc đó của tao mà. Do mày phản bội nó trước mà. Cả nhà bây giờ mình xịt nó để cho nó biết thế nào là bắt em cuối nha cả nhà. Mày á, mày á, mày thả tao đây, mày thả tao đây, mày làm gì tốt. Ok cả nhà, bây giờ á nói chung là mình đã trừng trị nó xong rồi. Bây giờ là mình, anh em mình, đội thám tử nha SUXIXON sẽ đưa lên cho công an để cho công an xử lý nó nha cả nhà. Chứ bây giờ anh em mình hết trách nhiệm rồi. Đi Thiên, giữ đi, lên nè công an. Tao đây tao sẽ làm người tốt. Không sao vậy đó. Tao sẽ không bắt những con chó nào nữa. Tao sẽ làm việc tốt của bọn mày ra tao đi. Cả nhà, công an chứ lại. Lên công an nói chuyện với mấy chú công an chứ tao không biết gì đó. Công an. Đó, ok cả nhà nha, thì hiện tại cái đội thám tử nhà SUXIXON đã có thể tiêu diệt được cái thằng trộm đại ca rồi nha cả nhà. Trước khi mà nó di chuyển tất cả các em qua Trung Quốc thì đây là cái thằng Lùng thì cả nhà cũng phải biết thằng đây là thằng đàn em của thằng đại ca. Nhưng mà tuy nhiên á là sau một thời gian mình hỏi nó và nó đã khai ra được cái vị trí để cho mình có thể bắt được thằng đại ca thì mình biết là thằng Lùng đây là người tốt. Em Thiên thấy đúng không? Đúng rồi anh, nhờ có nó mình mới bắt được thằng đại ca á. Đó thì nói chung á, người ta nói á, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Đó nên em đây nè, tuy là do đi theo nó mới là người xấu rồi, chứ còn bây giờ là người tốt rồi thì mình sẽ cho em này khoan hồng. Đó, thay cho em này trở về để gọi là trở thành người tốt. Rồi bây giờ là đôi lời phát biểu của thằng Lùng trước khi mày kết thúc clip nha cả nhà. Lùng nói đi. Rồi tại tôi bị đại ca khống chế ép buộc cho nên mới là người xấu. Mà sau khi gặp được mấy anh đây thì tôi đã biết là làm vậy không nên. Cho nên bây giờ tôi quyết định là sẽ tham gia cùng mấy anh giải cứu những em này. Nếu cái em này bị bắt á thì mấy anh sẽ liên hệ tôi để tôi giải cứu em này ra nghe. Ok được, chú em nói vậy là anh an lòng rồi. Ok cả nhà nha, thằng đại ca đã bị bắt rồi và mấy em cuốn cũng đã được đưa vào nhà hết rồi. Thôi là tụi mình xin phép kết thúc clip rồi. Đó thì ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.